Hey, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Merchant ATM. Lại là Huy đây. Trong video ngày hôm nay thì Huy sẽ tiếp tục cập nhật với anh em tình hình giá của Bitcoin và các con cơ tốt với chủ đề là phá vỡ giá tại đỉnh. Bitcoin đang đứng trước bụng sóng điều chỉnh ha anh em. Và nếu đây là lần đầu tiên mà anh em biết đến Merchant ATM thì hãy nhớ đăng ký và ấn chuông bên phải để không bỏ lỡ những video của Huy và team trong tương lai nhé. Không để anh em chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay video ngày hôm nay. Bởi vì chúng ta sẽ quan sát về giá của Bitcoin ha. Vậy là đầu tiên chúng ta sẽ quan sát trên không tuần trước hai em trên không tuần chúng ta thấy là Bitcoin nó đã đóng nến nến tuần tuần vừa rồi nó đóng nến vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam ha, với một cây nến với thân nến dài là cái nến tăng hai em, là một cây nến có thân nến dài và bóng nến trên bóng nến dưới rất là ngắn. Đây là một cây nến chứng tỏ là lực mua nó đang chiếm ưu thế hoàn toàn hai em. Đây là một cây nến bullish, được gọi là cái nến bullish rất là mạnh, và hiện tại thì nó đã vừa phá vỡ, nó break ra khỏi cái đỉnh cũ của nó rồi. Đây là cái vùng kháng cự cũ của nó ha, của Bitcoin trên không H4 này, trên không tuần. Đây là vùng mà 11.600 cho đến 12.600 ha, 1.000 giá. Đây là trên không tuần, cho nên là cái khoảng cách và cái phạm vi ấy, cái range giá thì nó sẽ lớn ha nè. Ok, và anh em thấy được là sau khi mà nó trên không tuần thì nó khá là chuẩn cho anh em, các anh em phù hợp với các anh em mà trade trade hold coin ha, hold coin thì anh em nên soi cái khung tuần ha, khung tuần hoặc khung ngày trở lên ha. Ok, bởi vậy là nó anh em thấy là nó đi rất là đúng với cái setup theo pricing ha, pricing thì anh em thấy là sau khi mà nó phá vỡ cái đỉnh dẫn tới đáy thấp nhất trong một cái xu hướng giảm ha, nó đã phá vỡ lên thì nó quay về, nó có một nhịp retest và nó hình thành nên cái setup đó là setup pin và tăng giá này. Và cái pin và tăng giá này như nên thấy là nó đã đủ lực để đẩy một sóng tăng tiếp theo ha. Và chúng ta nên kết hợp nhìn thêm cái mô hình, đó là mô hình nấy hay Kinashi này. Đây là cái mô hình nấy mà trước đó mình đã có nói với anh em đó. Sau khi mà nó đang muốn bó bó hẹp các cái nến giảm là lại rồi đó, thì nó sẽ mở ra cái nến tăng này, các cái nến tăng này nó sẽ mở ra các cái đợt sóng tăng tiếp theo như mình đã có dự đoán cho anh em ở trong những video trước mà anh em đã có theo dõi mình lâu nay rồi ha. Ok, đó là cái trên biểu đồ khung tuần nó đã, như anh em thấy là trên khung tuần á, anh em thấy là hiện tại chúng ta đang còn một cái vùng kháng cự là vùng cản ha. Đây là vùng cản này. Nếu mà Bitcoin nó break ra khỏi cái vùng 14.066 đô này á, anh em thấy là khi mà nó break ra khỏi cái vùng 14.066 này đô nữa thì nó sẽ không có còn cái vùng cản nữa ha. Nó sẽ còn cái vùng cản phía trên này là cái vùng 18. Đây, vùng 18.600 đến 19.800. Đây là vùng gần xấp xỉ là 20.000 đô một bit. Cho nên khả năng mà nếu mình nó Bitcoin mà nó phá vỡ lên á, nó break ra khỏi cái vùng kháng cự hiện tại 14.000 đô nữa thì khả năng mà nó bay cao rất là mạnh ha. Nó bay mạnh rất là cao. Ok. Đó là trên khung tuần. Còn đối với trên khung ngày này. Đây, trên khung ngày anh em thấy được là hiện tại nó cũng phá vỡ. Nó cũng phá vỡ cái vùng mà kháng cự này rồi. Trên vùng này nó có một vùng kháng cự là ở 12.000 cho đến 12.400, và mình đang kỳ vọng là Bitcoin nó sẽ điều chỉnh về đây để chúng ta mua lên ha. Chúng ta sẽ chờ mua cái vùng phía đây này, và trên RSI trên vùng này thì nó đã đang trong tình trạng quá mua rồi, cho nên khả năng của Bitcoin nó sẽ điều chỉnh trong thời gian sắp tới nó khá là cao anh em. Đó là trên vùng này ha. Và chiến lược của chúng ta trong thời gian sắp tới chúng ta vẫn là chờ mua ha anh em, thuận theo cái xu hướng trend, thuận theo cái xu hướng tăng của Bitcoin trên khung ngày, đó là xuống cái trend tăng, bởi vì là nó thể hiện qua các cấu trúc, đó là đáy sau này nó cao đáy trước, đỉnh sau nó cũng cao đỉnh trước ha, anh em thấy là đáy sau nó cao đáy trước này. Ok, đó là trên khung ngày. Còn trên khung H4 chúng ta đã thấy được một cái như cái video trước đó, mình nói là cái quả bom hẹn giờ ha. Đây là cái quả bom hẹn giờ của nó này, đây ha, cái setup in C3 này nó bao bọc tất cả cái nến cái nến MOD3 này bao bọc tất cả cái nến IC3 phía trong. Đây là cái nến, đây là cái theo cái setup IC3 tiếp diễn xu hướng ha. Nhưng mà cái nến mẹ của nó là cái một cái nến pin ba giảm, mang thể hiện xu hướng, mang chiều hướng là giảm giá nhiều hơn. Cho nên là nên thấy này, khi mà nó break ra khỏi ha, nó break ra khỏi cái vùng giá cao nhất của cái setup này, nó bùng lên ha, nó xảy ra cái tình trạng là bull trap, là bẫy phe bò, bẫy phe mua ha. Khi mà phe bò nó thấy giá mà nó break ra khỏi cái vùng giá cao nhất này rồi thì nó họ họ lao vào họ mua, cho nên họ họ sẽ bị đu đỉnh ngay tại đây ha em. Và ngay ngay sau đó thì nó đã có một lực cung, lực bán xuống ha, bán khống xuống, cho nên là giá của Bitcoin nó đã đâm xuống ngay từ đó ha, đâm xuống mức giá là 13.000 đô này.
đóng nén cái nén này đóng đóng nén ở 13 nhân luôn. Và ở đây chúng ta có một thêm một concept, đó là setup bearish engulfing. Đây là cái mô hình setup thể hiện chiều hướng giảm giá của Bitcoin ha. Nó xuất hiện ngay tại đỉnh, cho nên khả năng Bitcoin nó sẽ điều chỉnh hơn em, nó sẽ điều chỉnh về các cái mốc Fibo. Mình nghĩ là nó sẽ điều chỉnh về các mốc Fibo. Đây chúng ta đo cái Fibo ha, Fibonacci có luôn. Chúng ta đo những cái nến mà có lực mua mạnh nhất ha, đến mức giá cao nhất ở thời điểm hiện tại này. Chúng ta có hai cái vùng chúng ta sẽ chờ mua ở đây là 0.5-0.8 ha, 12.1-12.4 sẽ là cái vùng mình sẽ kỳ vọng Bitcoin nó sẽ về. Và chúng ta có được một cái kênh giá nữa. Đây cái kênh giá anh em thấy hiện tại Bitcoin nó đang bán cái kênh giá này nó đi lên, cho nên khả năng mà Bitcoin nó đang đi trong cái kênh giá này ha, khả năng mà Bitcoin nó sẽ điều chỉnh về nó khá là cao. Có thể là Bitcoin nó sẽ đây anh em là nó sẽ có thể là nó sẽ điều chỉnh về đây, nó bán cái kênh giá nó đi lên, nó đi lên ngoài đúng không, nó đi lên ngoài, cho nên khả năng mà Bitcoin nó tăng trong thời gian sắp tới khá là cao. Nhưng mà khả năng điều chỉnh nó vẫn có anh em thấy là RSI á, trên không các khung á, không H4 và không không này thì nó đang trong tình trạng quá mua rồi mà nó xuất hiện phân kỳ luôn, cho nên khả năng mà Bitcoin nó sẽ điều chỉnh về, mình vẫn kỳ vọng nó sẽ điều chỉnh về cái vùng mà 12.001 cho đến 12.004, chúng ta sẽ long swing hơn, chúng ta sẽ mua lên theo các kèo swing trade. Tiếp theo là cái nào mà về các cái kèo swing á, mình sắp tới là chúng ta sắp có cái kèo swing trade ở trên sàn Binbond, và mình sẽ thông báo cho anh em ở channel VIP ở trong cái Telegram. Anh em muốn tham gia với channel VIP của team mình đó thì hãy search trên Telegram, cái là search. Anh em muốn tham gia với channel VIP của team mình ở trên Telegram thì anh em search trên Telegram, cái là search A cộng ha, Merchant ATM nè, Enter thì nó sẽ là cái kênh channel của team mình. Trên đây sẽ có các cập nhật của các admin cũng như là các video hướng dẫn anh em chơi margin ha. Và anh em muốn ấn vào nút thảo luận Discord, nó sẽ đưa anh em vào group chat. Trên đây sẽ có các admin hướng dẫn anh em vào channel VIP, hoặc anh em có thể trực tiếp inbox cho thẳng của mình và mình sẽ hướng dẫn anh em vào channel VIP ha. Anh em ấn A cộng này, Huy Ngô 3008 ha. Đây là các account của mình và mình sẽ trực tiếp hướng dẫn anh em vào channel VIP. Trong channel VIP sẽ có mình và các admin khác và các boss sẽ hướng dẫn anh em trade margin ha. Ok, tiếp theo là cái đồng Ethereum này. Đây, đối với Ethereum thì chúng ta vẫn theo cái kịch bản cũ của 0.4 giờ ha. Sau khi mà nó hình thành cái mô hình hai đáy này, nó break lên, nó break khỏi cái đường neckline này và nó break lên mạnh ha em. Và hiện tại chúng ta đang có một cái vùng hợp lưu rất là tốt để chúng ta chờ Ethereum nó điều chỉnh và chúng ta mua lên, rất là nó khả năng thành công cái kèo này nó khá là cao. Bởi vì nó hợp lưu với cái vùng đỉnh, cái vùng kháng cự cũ của Ethereum trên 0.4 giờ này. Và nó cũng là hai mốc Fibo 0.5 cho đến 0.68 của Ethereum, cho nên hiện tại là vẫn chờ nó đùm về đây là vùng 3.86 đến 3.94, chúng ta sẽ hình sếp chúng ta mua lại hơn. Tiếp theo là cái đồng Bitcoin Cash. Bitcoin Cash thì anh em thấy được là trên 0.4 giờ này chúng ta có một đà tăng rất là mạnh hơn, thể hiện một cái đáy sau nó càng lên trước này, đỉnh sau nó càng lên trước. Và hiện tại Bitcoin Cash thì nó vừa phá vỡ cái vùng kháng cự này ha, vùng 263-267 này, nó break lên rồi và hiện tại nó đang là một nhịp retest lại, cho nên khả năng mà mình sẽ call cho anh em trong channel VIP chúng ta long khi mà nó hình thành sếp ngay tại cái vùng giá này khá là cao ha. Vậy chúng ta đo cái mốc Fibonacci á, tại Fibonacci chúng ta thấy được là khả năng của Bitcoin Cash nó sẽ bơm lên ở tại cái vùng này nó khá là cao, bởi vì đây là cái vùng 0.3.2 cho đến 0.2236 này. Và nếu mà cái nến này đóng nến một cái nến pin ba tăng hoặc sếp tăng, chúng ta vẫn có thể non lên được này, bởi vì sắp tới là Bitcoin Cash nó hard fork vào tháng 11 sắp tới ha, cho nên mà cái lực FOMO mua của Bitcoin Cash nó khá là cao. Ok, về cái Bitcoin Dominant thì nên thấy là Bitcoin Dominant trong những ngày vừa qua thì nó tăng rất là mạnh, bởi vì là nó xuất hiện phân kỳ tăng ở trên cái khung week, khung tuần ha, cho nên là mình cái này thì mình cũng dự đoán trước rồi, bởi vì nó xuất hiện phân kỳ tăng này, cũng có setup tăng này, bin ba tăng này ha, cho nên khả năng mà Bitcoin Dominant nó sẽ tăng trong thời gian sắp tới nó khá là cao và Bitcoin nó sẽ tăng. Và khi mà Bitcoin Dominant nó mà tăng thì các altcoin nó sẽ giảm ha, này nó sẽ giảm giá. Ok, cho nên thời gian sắp tới chúng ta tập trung vào Bitcoin, vẫn tập trung vào Bitcoin và các altcoin tốt ha. Ok, và cái video nhận lại thị trường của mình ngày hôm nay đến đây là kết thúc.
Và trước khi kết thúc video thì với các anh em chưa tham gia vào group Merchant ATM thì hãy tham gia bằng cách là scan cái mã QR code trên màn hình hoặc tìm kiếm trực tiếp trên Telegram cái search account Merchant ATM để tham gia nhé. Nếu anh em có thắc mắc và góp ý gì thì anh em nhớ comment ở dưới bên dưới video ha. Ok, bye bye anh em.